Chào anh em nhá, đây là chị Đá và Liêu ơi. Liêu ơi tặng Khánh em ạ, uy tín. Chúng là sẽ giặt khô là hơi và để trong trong tủ của Khánh anh em không mặc đâu nhá, để làm kỷ niệm. Còn Khánh anh em nhờ anh em là Bốt Long sáng nay nghe con nhạc hay quá. Bốt Long thì đẳng cấp châu Á, châu Âu rồi, C1 châu Âu luôn, đẳng cấp. Với mọi người muốn biết nhưng mà Bốt Long là gốc. Anh em ai quen Bốt Long bảo chị cho Khánh cái bài nhạc lúc sáng nghe hay quá, sợ là cấp vật đúng người là cấp, nghe nhạc cũng là cấp khác. Mình nghe toàn cái nhạc đàn gậy tay trâu rồi nha. Và Khánh Khai cảm ơn anh Thái Bình Nghệ An, anh của anh ruột của anh Luân Diên Châu cho Khánh 10 triệu tối qua, và cảm ơn cậu cả là Vina cho 5 triệu. Ok rồi. Và đây cảm ơn cộng đồng mạng này, cảm ơn anh Hùng 10k, anh Quốc Luân Lệ Thủy Quảng Bình 68.686 đồng, anh Thọ Quốc Oai Hà Nội 11.111 đồng, anh Vinh Hiệp Vinh Phúc 28k, anh Nam Vịt Quay Nghi Xuân Hà Tĩnh 100k, anh Hùng Nghi Lộc Nghệ An 10k, anh Phạm Lan Đức Hòa thành phố Long An 100k, anh Vương Viết Hải ông Trù Bình Dương 100k, anh Nguyễn Hoàng Anh Phú Thọ 50k, anh Hoàng Hà Văn Giang Hưng Yên 10k, anh Hạnh Nghệ An gần nhà anh Luân Diên Châu 10k, anh Vũ Thái 39.999 xu là đồng đó mọi người, anh Trần Huy 9.999 đồng, anh Phan Duy Anh và anh Nguyễn Trung Tâm ở Tam Dương Vĩnh Phúc 555.555 đồng, 565 đấy. Anh Trần Quang Huy ở Thái Bình 9.999 đồng, anh Lâm Brai 21k, anh Nguyễn Duy Khánh 99.999 đồng, anh Nguyễn Văn Dương Khóa Châu Hưng Yên 15k, anh Long Việt Nam Phú Xuyên Hà Nội 100k, anh Đạo 20k, anh Nguyên Ba Vì Hà Nội 20k, anh Vinh Hải Thanh Hóa 20k, anh Nguyễn Văn Luận 22.222 xu, anh Tống Văn Hà Trương Mỹ Hà Nội 30k, chị Anna Trương 9.999 đồng, anh Viết Mạnh 37 Nghệ Nam Đàn Nghệ An 23.456 đồng, anh Trần Thanh Tuấn 200k, anh Đại Hà Tĩnh 50k, em Bùi Tuấn Long Đại Từ Thái Nguyên 23k, anh Nguyễn Viết Phong 200k, anh Nguyễn Hà Lam Cẩm Khê Phú Thọ 19.999 đồng. Anh Phúc Thanh 10k, anh chị Đặng Giang Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 50k, cháu Bảo Tuyên Quang 8k, anh Trần Ngọc Minh Nghệ An 10k, anh Nguyễn Văn Minh 39.790 đồng, anh Nguyễn Thế Hà 100k. Đấy, em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Cảm ơn anh Thái Bình Diễn Châu, anh ruột của anh Luân. Anh Luân giúp Khánh rất là nhiều. Và cậu cả là Vina, cảm ơn ngài Bút Gia Long. Ngài Bút Gia Long nghe thấy thì cho Khánh bài nhạc nghe đẳng cấp thật. Sợ đời Khánh thì nghe mỗi cái bài đấy với cả cái bài cuối cùng là Khánh đi thôi. Nhưng mà Khánh cảm ơn Bút Gia Long rất nhiều. Và cảm ơn tất cả mọi người, với Khánh đọc tên anh em ở Nghệ An là nhiều này. Anh Nghệ An, anh em Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Sài Gòn, Long An, rất là nhiều tỉnh. Cảm ơn cả nhà, tất cả các tỉnh sau anh Thành luôn, cảm ơn cả nhà nhé. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Thank you cả nhà nhiều.